Tam tứ tán hòa bồ tạng phủ chính tán thì đầy đủ giống hình mười tán hạ đám thị thanh nếu có nếu tận quy hoành ra luôn bằng hố ngạch là cuồng văn mẫu nó lấy vùng đập phố lung tung làm cho cha mẹ hãi hùng tự đạo tự bổ không cùng tổ phân khi sanh tặng muôn phần quái lệ cũng quý như được bạc được vàng thế tôn lại điều thứ ba trăm năm mươi dưỡng đến đâu bên vẫn chặt tay thứ đời anh đang nuốt cay để dành bùi ngọt đủ đầy cho con thang thứ năm lại còn khuyên ngủ ước mẹ nằm khô ráo phật con thứ sao xuống trước nơi con mẹ con đó chẳng nhồm chẳng ghê điều thứ bảy con che ô quê dân đời lên của trẻ con liền kia nghe nếu con đi bắt cha việc lại lo điều thứ chín miệng con tung tưng dầu hải mang nghiệp trước tục cam định là có lợi thì làm chẳng mang tội lỗi bị giam bị bần điều thứ mười chẳng tham giao chúa danh rồi còn cả của thân nhà thương con như mộng như vàng an cha nghĩa mẹ thánh bằng thái sơn Phật lại bảo an thân kia trong chúng sanh đi thiên quốc người người bà mẹ hội bà người tâm quan mang chẳng đứng về tâm tăng chẳng kinh văn quan âm giới văn trong vô thân những dục thụ lao ấy là bản như mặt giáo bị những người ấy đời nào an thân mẹ thân con cô mang người đang cực khổ vừa trên vai muốn ăn chẳng làm vị thái cho nên ăn để hình hài vẽ duyên khi đơn giản hiện nằm kia con nằm phía cao tự cho con cứ nắm trên quan khi về bất xuất tăng nó qua quái chịu văn phần bất thương cho ông ba ăn bố đương đương mẹ bằng thầy mà lại với con đến khi vừa được lớn con mẹ cha dạy bảo cho con nhớ lần cho đi học ở đông trí huệ đừng về đồng có thể làm ăn dầu cho cha mẹ ước mong con được tánh tăng giao cho cha mẹ cơ phần hoàn gì thì còn đau ốm cái gì đâu vậy nhà hòa đâu nào gánh mấy cung năng vì con căn bệnh tận bệnh vì cha mẹ nói ra thành con không ăn ăn giờ ăn trên bàn nó bị bên đây con khô kìa chẳng biết ăn này vì hòa khi làm đổi bị gầy chẳng cân thì trở lại bài khó ăn một cha mẹ hùng ăn giờ mang đứng cửa bước nọ hạ thế nhi bà con chẳng thấy là vậy chúng ta gia đồng thịt cao mong bàn sát lương cao vương giáo chẳng thông chung đảo đáo nhân bằng mai kiếm hai trái quê bằng quân làm cho bất khẩu nhân hành bạn do hơn để phía mỗi một chiều gọi cánh chị như là xe sóng thân hai người xin lên máu cùng châu bay lưỡi đen cha di đã chết niệm đánh đỡ vì nghĩa duyên con đã hành thân ngày đêm dân sống ngon lần đến chân thành chỉ tâm mình một giây sở hành và áp đại a thì một chất năng này nấu một chất năng chúng người bị điều khoản bằng vừa làm khá điều khoản cần bản chân nhưng là nghe tin này kiếm chuyện quả ra cho bác tâm này như ai biết mà chuyện này Phật tâm hay làm trong đất nước mãi bờ kia một bước
còn đủ chưa mai con cần quả chứng tỏ bài đức trang bồ tát nhân quan từ đại bi tâm thiên vô ngại đất trong tâm bồi quý vị mã tông coi đây năm quận đều văn bó gì đồ đã lẽ thông chi hố anh trong thứ tâm hiện tại các ca ta không tương mã hồn hành thân giảng các ca nghe nào văn tâm hay na cơ công tâm công cơ công tự hiện ở đời nhạc chi nghe đội đủ hành thế thân chi nghe đội mẹ ông đi ơi, hậu này nè, ông đi ơi. Sao ông đang nhận coi hao đèn đốt đèn 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 con có làm gì ăn không chi ra chết về sao tự để cũng chẳng có nào không chi ra chỉ có nào nói chuyện được do đỡ lắm đi ước cảnh nghe pháp nghe điều giải nghĩ lắm bằng đạt trí tuệ lưu lắm và khi mà thấy chân không hại gì quái ngoại có chi cũng có một thứ chân thì anh không còn phải gì Hey, they look something.
con đàn hàng do bố làm phần thì dùng cả nhãn trên một món nhà. Thấy gia dông mẹ hổ hôn ngang hôm nay đổi tháng chân đàn dũng ma đầu tiên kia mẹ bất ra bao lòng thương mẹ đỏ ra nhiếp linh thanh đề thấy con mình một lương yêu mẹ hết tình hắn tâm. Con ơi mẹ đói trong lòng một đêm nghe nói khóc rồng thở than dội vàng trở lại thế gian với con bộ phát đem sang mẹ hàng. Mẹ già vô miệng nở rừng chén con quá nửa vần vần đặt than một đêm đem thấy vinh hoàng. Chẳng xa lòng đang đớn ra lớp mẹ ơi niệm Phật độ mình trở về lại Phật cầu chính mẹ gia đem qua đối Phật thăm qua đổ ra ta kiềm thú tế phát lành lòng cầu thân nhốt tỉnh thanh của mẹ cầu cho bộ mẫu hiện tiền đầu thân quyết của bình an điều hòa phải đời phụ mẫu đã qua về đời thank you.
Cái này nữa là tái hợp đây.
đưa lên Vy ơi. Thank you.
giá này á, phải là nói là dài thank you.
Thank you.